Mùa đông năm 2023-2024 được nhận định là một mùa đông ấm hơn so với trung bình. Thực tế trong một tháng gần đây, tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 2 đến 3 độ C. Các khu vực khác phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Không khí lạnh sẽ tập trung nhiều vào tháng 1 và tháng 2 tới đây, làm giảm đi khoảng cách nhiệt độ so với mọi năm. Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan khí tượng, nhiệt độ trong 3 tháng đầu năm 2024 vẫn sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong các tháng 1, 2, 3 là những tháng chính đông ấy, thì là cái rét đậm rét hại, thì số ngày rét đậm rét hại có khả năng là ít hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên thì cái số ngày mưa ẩm thì lại nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Và cái nhiệt độ trong 3 tháng 1, 2, 3 ấy, theo chúng tôi nhận định là nó cao hơn trung bình nhiều năm. Đấy, thế nên như vậy là cái khả năng mà rét đậm rét hại sẽ tập trung nhiều vào cái tháng 1 và tháng 2. Và cần lưu ý là với những quá trình mà xuất hiện cái mưa ẩm thì cái mức độ rét đậm rét hại nó sẽ còn xuống sâu hơn nữa. Tuy nhiên thì các cái đợt rét đậm rét hại nó sẽ không còn kéo dài như mỗi năm. Trong 3 tháng đầu năm 2024, dao động El Nino tiếp tục duy trì với xác suất trên 90%. Cũng do tác động của El Nino, mùa bão bình ổn hơn với số lượng bão và áp thấp nhiệt đới ít hơn so với trung bình nhiều năm. Đại diện cơ quan khí tượng cũng đã đưa ra nhận định ít khả năng xuất hiện bão rớt từ mùa bão 2023 sang đầu năm 2024. Trong cái đợt mùa bão năm nay thì hiện tại thì theo chúng tôi đánh giá thì sẽ liên tục có những đợt không ngừng tăng cường xuống Việt Nam. Thì do vậy thì trên toàn bộ Biển Đông sẽ là cái mặt đệm nó lạnh. Do vậy khả năng hình thành được các vùng đấy là rất ít, hầu như là không có khả năng. Mặc dù ít có xu hướng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới, song cơ quan khí tượng cảnh báo 3 tháng đầu năm 2024, thời tiết biển cũng sẽ bị tác động rất nhiều bởi hoạt động của gió mùa Đông Bắc, khả năng có gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển.